Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 370 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn độc của Lách. Tập này được mang tên là Tiên Địa Bắc Cực. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. ở tập trước thì um, cái việc đánh nhau ở trên tu di sơn đã coi như um, kết thúc rồi um, hai bên nói chung uh, là bên tây mạc thì uh, giao ra cái tên đầu trọc hoa hoa rồi uh, ai về nhà nấy lúc này uh, đám người diệp hàm uh, sau khi một trụ say xưa thì mọi người đều ra đi một trận chiến này thì thiên định uy danh hiển hách. ở trong mắt của kim ưu Tộc, cổ Tộc, diệp hàm cũng đã tạo ra hung danh độc nhất vô nhị một lần vận dụng tới mấy kiện binh khí đế chứng giúp thiên hạ thế gian đều run rẩy từ ý nghĩa nào đó mà nói, mấy nhà xuất động binh khí đế đã cột vào trên một chiếc chiến xa. Ngày sau hễ mà động tới một nhà nào trong đây, thì có thể sẽ dẫn tới mấy kiện binh khí đế đồng loạt công tới. Ai mà dám tranh cùng chứ? Năm địa vực huyên náo ẩm mỹ, các nơi đều bàn tán xung sao. Nhiều ngày qua, tất cả đều bàn về chuyện dịp hàm đại chiến Tu Di Sơn, trở thành đề tài tiêu điểm chính trên đời. Dịp hàm một mình đi lại ở Tây Mạc, lưng đeo kiếm tiên, tay áo phất phơ, tâm tình buông lỏng một thân áo xanh siêu nhiên suốt trừng không còn có một tia sát khí nào hắn đi tới bên bờ a dục hồ đứng lặng một thời gian rất lâu rồi sau đó đi khắp các chùa chiền tây mạc cuối cùng một lần nữa đi tới lan đà tự thi chủ đã đến rồi đây là một lão tăng lông mi bạc trắng dường như sớm đã dự đoán được hắn sẽ tới đây lan đà tự là một ngôi chùa cổ rộng rãi, kiến trúc phản chiếu dưới ánh nắng chiều thành một màu vàng lóng lánh. Từng ngôi từng ngôi chùa cổ trang nghiêm càng có vẻ thần thánh. Tây Mạc có mấy ngôi chùa cổ nổi danh nhất là Lan Đà Tự, Thần Hà Tự, Huyền Không Tự. Tất cả đều có kế thừa Phật giáo bất hủ, đương nhiên khẳng định là Đại Lôi Âm Tự đứng đầu. Ngày xưa Diệp Hàm từng đại chiến ở chỗ này dùng lực chống mấy vị thần tăng chỉ vì để nhìn thấy An Diệu Y để cho nàng được tự do. Hôm nay hắn lại tới đây, Lão Tăng trong chùa đương nhiên không quên, biện tụng A-di-đà Phật mời hắn đi vào. Trận chiến ấy, cuối cùng hai bên cũng chưa đến mức đánh nhau sống chết, kết cục giải hòa thu tay, vì vậy chưa nói tới cựu hay oán. Chỉ có điều là lần này một trận chiến ở Tu Di-sơn làm cho người trong Phật môn ít nhiều cũng có điểm khúc mắt. Dịp hàm đi khắp Tây Mạc, Biết An Diệu Y vẫn còn lựa chọn ở địa phương này bế quan tu luyện, vì thế hắn đến đây là muốn gặp mặt nàng. Bồ Tát bế quan mấy chục năm nay chưa từng xuất quan, có lẽ cần thời gian một trăm năm mới có thể xuất hiện. Một vị thần tăng nói, Chính tầng thạch tháp vẫn như trước, An Diệu Y tự phong ứng mình ở trong đó, tìm hiểu chí lý, tu đạo quả của mình. Nàng có nhắn gì không vậy? Dịp Phạm hỏi, Có. Thánh tăng gật đầu nói ra một câu, thường Gặp lại không bằng hoài niệm, những lời này vừa nói ra làm cho thân thể diệp hàm chấn động một cái hắn ngơ ngác sững sờ thật lâu không thể bình tĩnh lại hắn nhìn chằm chằm vào thạch tháp bịt kính, muốn xông vào đây là một tòa thánh tháp không biết là đại thánh lưu lại từ niên đại nào nó có thể giam giữ khổ tăng cũng có thể tự phong ứng trấn áp bản thân mình nếu cố tình cưỡng ép mở ra hơn phân nữa sẽ hủy diệt thạch tháp mà còn làm thương tổn đến người ở bên trong nữa Duyên hồng trần đã giúp Trên con đường thành tiên gặp lại Lão Tăng đưa cho Diệp Hàm một tờ thư Ngoại trừ câu nói trước đó Còn có một câu như vậy Diệp Hàm đứng ở nơi này không nhúc nhích Khó có thể nói ra một câu Lặng lặng than nhẹ một tiếng Hắn đi vòng quanh tháp Rõ ràng cảm nhận được một loại suy nghĩ Cầm trong tay tờ thư Trong lòng hiện lên đủ loại chuyện cũ Vì sao lại nói Duyên hồng trần đã dứt là vì cơ tử nguyệt hay là biết hắn có các trạng buộc khác hoặc là nhìn không thấy tương lai an diệu y là một nữ nhân phi phàm suy nghĩ tư tưởng quyết đoán đều ngoài dữ liệu của mọi người làm cho lòng người buồn bã chua xót gặp lại nồng nhiệt nóng cháy trong khoảnh khắc đẹp nhất khoảnh khắc sáng lãng nhất sau đó xoay người rời đi cùng nhung nhớ trong cõi hồng trần diệp phàm nói không ra lời một câu gặp lại không bằng hoài niệm khiến trong lòng hắn trống rỗng đi lại trong chùa cổ khó có thể tự bình ổn nỗi lòng. Gặp lại nồng nhiệt nóng cháy, trong khoảnh khắc đẹp nhất, khoảnh khắc sáng lãng nhất, sau đó xoay người rời đi, càng nhung nhớ trong cõi hồng trần. Diệp Phạm nói không ra lời, một câu gặp lại không bằng hoài niệm, khiến trong lòng hắn trống rỗng, đi lại trong chùa cổ khó có thể tự bình ổn nỗi lòng mình. Thế chủ, ta nghĩ mấu chốt nhất chính là hai câu sau. Một chú tiểu chừng 16-17 tuổi lên tiếng, Hiển nhiên thân phận của gã không tầm thường, bằng không cũng sẽ không biết nội dung ở trong tờ thư, càng không thể đi theo bên cạnh một vị thần tăng. Lão tăng thấy như vậy thì trừng mắt nhìn gã một cái, để cho gã không nói lung tung nữa. Phật giả, vậy giải thoát cho người, không nói dối, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chú Tiểu nói. Dịp hàm ngẩn ra, thấy chú Tiểu này tuệ căng trời sinh, tương lai hẳn nhất định tài giỏi cao chót vót, không phải kẻ tầm thường, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nhảy vượt lên trời cao hắn gật đầu chậm rãi bình tĩnh lại sao hắn không biết nói một câu cuối cùng mới là trọng điểm chứ cũng hiểu được ý của câu đó duyên hồng trần đã dứt gặp lại trên con đường thành tiên trên con đường hồng trần mặt hắn đi cưới vợ sống chết dưỡng dục báo ân chỉ ước hẹn ở tiên lộ khi đó gặp lại cùng nắm tay nhau đi tới cùng chung đường sinh tử không rời Diệp Hàm yên lặng đi lại, vòng quanh thạch tháp, hết vòng này tới vòng khác, sau đó cất bước đi về phương xa. Một ngày này hắn đơn độc lui tới dưới trời chiều, một mình đi trên bờ A Dục Hồ, một người đi lại trên vùng đất cao. Phàm là địa phương hai người từng lưu lại dấu chân, hắn đều một mình đi tới một lần, đủ loại hình ảnh ngày xưa hiện lên trong lòng. Cuối cùng Diệp Hàm trở lại Lan Đà Tự, đứng một ngày một đêm bên thạch tháp, vẫn không thấy An Diệu Y thì hắn chậm rãi xoay người, cất bước rời đi. Trước khi rời đi, Lão Tăng nói cho hắn biết, An Dụ Y tìm hiểu đạo trong mộng, quay đầu lại từ xa nhìn thấy một đóa hoa quá khứ. Dường mắt nhìn tới trước một đóa hoa tương lai nở rộ, mưa hoa bay đầy trời. Ta là hộ đạo của nàng, chỉ có một đóa hoa kiếp này không điêu linh, vĩnh viễn nở rộ trong sáng. Diệp Hàm nói, tín niệm vô địch mười phần rất nhanh rời đi hắn không còn buồn bã không còn đóng vắng trong lòng chỉ còn lại một từ tín niệm nếu vô địch đương thời thì có cái gì đáng sợ hết thể đều phải dập nát dưới nắm tay dịp hàm cất bước nhật nguyệt núi sông chạy ngược tây mạc rất nhanh chạy lui hắn đi vào bắc nguyên sau đó tiếp tục một đường lên hướng bắc đi vào một vùng băng nguyên rộng lớn đồ phi ta trở về cứu ngươi đây băng nguyên rộng lớn nhìn không thấy cuối một màu trắng xóa nơi nơi đều là sông băng rét lạnh thấu xương hơi thở ra sẽ lập tức đông lạnh thành mảnh băng vụn ở nơi này rất khó nhìn thấy sinh linh nơi nơi đều là vùng đất lạnh khủng khiếp trừ tuyết trắng và dòng sông băng phập phồng liên miên vô tận thì không còn nhìn thấy cái gì khác nữa diệp phạm đi bộ tới trước với tu vi của hắn ngày nay không cần thật cẩn thận như quá khứ nữa mà một đường thẳng tắp yên tâm đi tới trên đường hắn gặp được một ít di tích và băng điện thực lớn cũng không đáng nghỉ chân tiếp tục đi thẳng tới trung tâm của băng nguyên bắc cực đây là một khu vực đáng sợ không gian vặn vẹo tràn ngập các loại sương mù sặc sỡ phản chiếu ánh sáng đang vào nhau sáng lạn cả trang vực đặc biệt này không tính là nhỏ bán kính có thể tới mấy trăm dặm ở quá khứ dịp hàm khi đến đây chỉ có thể dừng lại nếu cưỡng ép cất bước đi tới nhất định sẽ bị cắt đứt kim thân vỡ nát Ngày nay thì hắn gần như sắp bước ra khỏi điểm mấu chốt kia trở thành đại thánh rồi. Phiến trạng vực này tự nhiên không ngăn cản được hắn nữa. Có thể ung dung tiêu sái mà đi vào. Sương mù tràn lan, hình thành một lúc xoáy thật là lớn, không ngừng chuyển động. Đá núi từ trên núi tuyết xa xa lăn xuống, vừa rơi vào đó, ngay khoảnh khắc biến thành bột mịn. Dịp hàm trấn định tự nhiên, tay áo phất vơi, lưng đeo kiếm tiên. Thể xác và tinh thần buông lỏng, đi tới cấm địa trung tâm bắc cực đi vào vùng cổ địa thần bí nhất trên băng nguyên này truyền ra đủ các loại tiếng động quái dị trong lốc xoáy sương mù này có mảnh xương vụn, có tấm bia đá có binh khí gãy đoạn của các cường giả ở quá khứ chuyển động mãnh liệt theo trang vực những thứ này đối với người khác mà nói có thể sẽ có phiền toái rất lớn nhưng đối với thể chất cường đại trời sinh của diệp hàm thì lại không coi là cái gì trang vực bắn ra từng tia từng tia sáng đầy màu sắc bổ vào trên người hắn phát ra từng tràng tiếng len ken khó có thể làm tổn thương được hắn. Cuối cùng hắn đi tới mục đích, vẫn chưa phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cả. Nơi này có một cái giếng lớn, thu to và sâu thẳm, nhìn không thấy đấy. Có rất nhiều vần sáng hỗn độn xoay tròn chung quanh nó. Đây là nơi xuất xứ của lốc xoáy. Từ đáy giếng sâu phát ra từng luồng sáng đẹp mắt, hơi mũ bốc hơi, các loại mảnh băng vụn bắn ra, muôn màu muôn vẻ, có từng trận dao động thần bí đáng sợ, so với ở bên ngoài cường đại hơn gấp cả trăm lần. Đây chính là thiên địa cổ xưa sinh ra tiên quan bắt cực. Mười vạn năm mới có một lũ sông thẳng lên trời cao, rất khó bắt giữ được. Dịp hàm châu mày, hắn ở trong này vẫn chưa nhìn thấy độ phi, càng không nhìn thấy lão ẩu cùng chung niên đại với lão phong tử ngày xưa. Trong cái giếng cổ tiên quan càng mãnh liệt hơn, thái âm chi tinh và tử quan đáng sợ, giống như sông như biển phun trào cuồn cuộn. Nếu là cường giả bình thường đi vào, sẽ lập tức trở thành bụng mệnh trước cấm vực có tấm bia cổ cảnh báo không phải thánh nhân không được đi vào diệp hàm đã vào tới đây rồi tới giếng sâu này tự nhiên không có lý nào lùi bước nữa hắn nhấc chân bước từng bước một đi vào trong giếng từ từ đi xuống phía dưới dưới hố băng màu sắc sặc sỡ quàng hoa như hơi nước bốc hơi lạnh giá thấu xương hàng ngàn thi thể chìm nổi phần lớn đều đã đông cứng trở thành mảnh vỡ cung chuyển động theo lốc xoáy phục sức ở trên người những người này rất cổ xưa điên đại khác nhau gần như đều là cổ nhân, sớm đã chết đi cũng không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Không hề ít đều là thánh giả, Diệp Hàm nhìn thấy châu đôi chân mày. Hắn đi thẳng xuống dưới ba ngàn trượng, chìm vào tới chỗ sâu trong giếng cổ. Các loại tinh khí như sông như biển chen chút lao xuống, dao động càng thêm kịch liệt, hắn vẫn chưa tới đấy. Cho đến khi xuống sâu thêm vạn trượng xa, hắn mới đáp xuống trên mặt đất một khu trống trải. Thế giới trong lòng đất cũng không u ám, ngược lại được các loại hào quang bay múa chiếu sáng một mảnh sáng trưng thoạt nhìn như một vùng đất của thần trong lòng đất có rất nhiều di tích trong đó có một cửa đá thật lớn ở trung ương nhất ngày nay mở ra một khe hở thấy âm chi tinh và từ quan đúng là từ bên trong tràn ra ngoài ngay cả dịp hàm đều thừa nhận có áp lực nhất định hắn nhìn chằm chằm vào dao động có thể xé nát thánh nhân rồi từng bước một đi tới gần nhìn chằm chằm đôi cánh cửa đá to lớn này tiên phủ hắn nhìn thấy một tấm biển trên cửa thấy hai chữ như vậy lập tức ngẩn ra đánh giá khu kiến trúc cổ trong lòng đất này lập tức có cảm giác phong cách có chút nhìn quen mắt hắn đi vòng một vòng lớn vẫn chưa phát hiện ra cái gì hắn lại đi tới trước cửa chậm rãi dùng sức đẩy ra cánh cửa cực lớn trong tiếng vang kẹt kẹt hắn cất bước đi vào băng lạnh thấu đến xương sát khí ập tới quả thực có thể đông lạnh thánh nhân ngay lập tức sau lưng cánh cửa cực lớn là đáng sợ như vậy là hủy diệt như vậy chùm tia sáng đang vào nhau thần tinh mênh mông linh khí như biển quả thực như là đi tới một phiến thế giới tiên vực cuồng bạo diệp hàm bước đi gian nan nhìn chăm chăm áp lực lớn lao đi xuyên qua mấy chục dặm mới đi ra hắn thở phào một hơi ra ngoài ý liệu phía trước không còn lạnh giá không có thái âm chi tinh cũng không có các loại hào quang bay múa có chăng chỉ là tĩnh mịch hắn như là đi tới thời khai thiên lập địa đây là một mảnh thế giới mờ mờ tối lọt vào trong tầm mắt là núi cụt khe núi nước sụp lòng sông toàn trường một cảnh u ám vô cùng cô tiêu tịch mịch không có mảy may dao động sinh mệnh nào từ đó có thể thấy được ngày xưa nơi này hẳn là một vùng thần thổ nhưng đã từng gặp phải một trường hảo kiếp làm cho hết thảy sinh linh đều bị hủy diệt chỉ còn lại phế tích khi dịp hàm bước vào một khe núi Trận văn lấp lánh hừng hực đánh bay hắn ra ngoài. Cơ thể hắn rách tung tóe, thiếu chút nữa nổ tung hình thân câu diệt. Đây là địa phương gì? Hắn không thể không rúng động, cương đại như hắn có thể lực áp đại thánh bực thấp. Vậy mà thiếu chút nữa ngã xuống ở địa phương này rồi. Nếu truyền ra ngoài cũng không có ai tin tưởng. Khe núi này rất bình thường, là một khu hoang phế. Năm đó từng phát sinh đại chiến kịch liệt, sớm đã bị đánh cho tàn phế rồi nhưng chỉ như vậy chỉ lưu lại ở chỗ này một khối nhỏ trận văn không trọn vẹn mà thôi mà còn thiếu chút nữa khiến dịp hàm nuốt hận chỉ nghĩ lại đã khiến cho da đầu hắn rung lên dịp hàm nghĩ chân tại chỗ này cẩn thận tìm tòi xem xét kỹ càng trận văn vừa rồi rất quỷ dị gần như xé nát hắn ra nhìn kỹ hắn càng ngày càng kinh sợ chỉ có một khối văn lạc một thước vuông không trọn vẹn sắp bị tan biến, ảm đạm không có sáng bóng. Sau khi đã thương hắn, lại bị phá hủy thêm một nửa, rất khó tồn tại ở thế gian. Trượng dân đại đế Diệp Phạm trầm giọng lẩm bẩm, cho ra một kết luận như vậy. Đây là một gốc trượng văn không trọn vẹn, Và lại ở trong đại trận là một cái điểm nút không tầm thường, còn giữ lại đến nay, mặc dù không trọn vẹn vẫn lợi hại như vậy, vẫn có thể đã thương đại thánh. Đây rốt cuộc là địa phương nào mà lại từng có trưởng văn đại đế dày đặc? kết quả lại bị đánh thành mảnh đất khô cằn thần văn cường đại như vậy cũng không còn tồn tại phóng mắt nhìn tới cả vùng đất chết khô cằn vạn dặm không có một ngọn cây cọng cỏ nào ngọn núi bị gãy đoạn mặt đất rạn nứt ra mặc dù có trận văn đại đế thủ hộ đều bị hủy thành cái dạng này đó phải là lực lượng cường đại đến mức nào chẳng lẽ nơi này từng phát sinh đế chiến hay sao điều này không khỏi quá mức kinh người diệp hàm nhíu sát chân mày ông một tiếng vang nhỏ ngay mì tầm hắn bay ra một cái đỉnh treo lơ lửng trên đầu buông xuống từng dải từng dải hào quang như tinh hà bảo hộ hắn ở trong đó để phòng ngừa bất trắc hắn đi tiếp tới phía trước tra xét phiến thế giới này tới cuối cùng hắn khẽ nói nếu có sinh cơ bừng bừng nếu có cỏ cây phong phú chẳng phải là rất giống với thế giới tiên phủ ở trung châu sao nhất là hai chữ tiên phủ ở bên ngoài cửa chính kia phong cách của nó càng gần với vùng đất lạnh trung châu Giữa hai nơi này có liên hệ gì chăng? Trong lòng dịp hàm nhảy rộn Cảm thấy mơ mơ hồ hồ đoán ra được chân tướng Hai chữ tiên phủ này có ngụ ý sâu xa Hắn rất nhanh đi tới phía trước Muốn chứng thực Nhưng mà ngay ở phía trước Lại là một vùng hỗn độn mênh mông Hắn đã đi tới cuối của tiểu thế giới này rồi Con đường phía trước bị cắt đứt rồi Hiện nhiên có một số núi cuột Có một số khe cốc nước sụp Là ở địa phương này bị mạnh mẽ tàn phá Con đường phía trước bị cắt đứt tiểu thế giới trước đây đã bị phá hủy. Đáng tiếc, kịch chiến cấp đại đế đã hủy diệt tất cả manh mối rồi. Nhưng mà thực ra cũng có thể đi tới thế giới tiền phủ Trung Châu, tiếp tục chứng thực. Diệp Phạm cẩn thận tìm kiếm, không nghĩ bỏ qua một chỗ nào. Rốt cuộc ở trong một khe núi rách, phát hiện ra một con đường nối thẳng tới chỗ sâu trong hỗn độn. Hắn đi vào, đây là một con đường mòn ruột dây, dẫn hắn đi tới một cái hang động nhỏ giống như bọt khí hỗn độn, phạm vi không tới mấy dặm, Địa phương này bố trí trận văn dày đặc, đường đi tới bị phong tỏa, tất cả đều là pháp trận cấp đại thánh, hơi chạm phải một cái tất nhiên sẽ dẫn động công kích cuồng bạo nhất. Diệp Hàm cầm kiếm tiên ở trong tay, vẫn chưa lập tức chém tới, mà ngóng nhìn phía trước, cảm giác kinh ngạc, có một loại khí tức thần thánh tường hòa ập tới. Nơi đó có một đoàn tiên quang, mông lung mờ ảo, dung hợp cùng đại đạo, bao bọc một người đang chìm nổi. Kinh văn nổ vang, đinh tay nhức ốc, làm cho người ta tỉnh ngộ Đó là tiền quang bắc cực Dịp hàm giật mình Truyền thuyết 10 vạn năm mới xuất hiện một lũ Ngày nay chứng kiến không phải chỉ một lũ đơn giản như vậy Tối thiểu phải hơn 10 lũ Quấn quanh một bóng người Mỗi một lũ đều như một con linh lông Dạy đến mấy trượng uống lượng lên xuống Tiên khí bốc hơi khí cơ kinh thế Đồ phi Dịp hàm khẽ kêu lên Người bị bao bọc trong đó đúng là đồ phi nhiều năm trôi qua rồi, gã vẫn như trước, bị phong ấn ở trong huyện băng, được tiên quan tạm bổ không nhúc nhích. Một cổ dao động sinh mệnh khác dẫn tới chú ý của Diệp Phàm Nơi đây gần như có thể nói là một cái bọt khí hỗn độn là do người sáng lập ra, một thân ảnh bao bọc trong sương mù rất mơ hồ. Đây là một lão ổ, trên người bà ta cũng có tiên quan bắt cực, xem ra đã hoàn toàn luyện hóa, chỉ có một chút hào quang lưu động ở bên ngoài cơ thể. Ở trên đỉnh đầu của bà ta có một thanh kim tháp chớp động sáng bóng, giao hòa với bà ta cùng một chỗ rồi nổi bền bùng. Là bà ta? Không phải đã hóa đạo rồi sao? Đây là lão ổ cùng chung thời đại với lão phong tử. Năm đó khi hắn tới nơi này đã nhìn thấy bà ta dường như đang hóa đạo, ngày nay như thế nào mà còn sống và lại huyết khí tràn đầy như biển ẩn ở trong cơ thể của bà. Người trẻ tuổi, người lại tới nữa rồi. Truyền đến một đạo thần thức dao động như hải dương khẳng định là đại thánh đỉnh phong. Lão ẩu vẫn như cũ nhắm mắt, không nhích động mảy mây dường như không tiện hành động, chỉ có thể truyền âm như vậy. Ra mắt tiền bối. Diệp Hàm thi lễ. Tiếng cảnh của ngươi khiến ta kinh ngạc, thiên địa này rốt cuộc lại đại biến đã trở lại rồi. Lão ẩu cảm thán như là có nỗi lòng vô tận. Lão ẩu chưa chết, mà bà ta đoạt được thanh kim tháp là một kiện tổ khí thái cổ tổn hại một người một binh khí lần này đều nhận được tiên quan tẩm bổ bà ta được gia tăng thọ nguyên binh khí cũng khôi phục dần dần hoàn thiện không tỳ vết tương truyền mười vạn năm mới có thể bay ra một lũ tiên quan nhưng những người ở địa phương này trước đó đã gặp cơ duyên lớn lao trong lúc sáng lập vùng đất thần bí bị cắt đứt này đã đục ra một phiến không gian nhỏ hẹp chiếm được hai mươi mấy lũ tiên quan đây là địa phương nào vậy sau một lúc nói chuyện với nhau ngắn ngủi diệp hàm trực tiếp hỏi đây là một con đường ta chỉ đào ra được một đoạn Lão ẩu nói Con đường là đường gì? Diệp Hàm chấn động càng ngày càng cảm thấy đến gần với dự đoán của mình rồi Đây là con đường thành tiên mấy trăm vạn năm trước Ta đang thử khôi phục một lần nữa sáng lập ra Lão ẩu đáp Con đường thành tiên Diệp Hàm rúng động ở trong lòng Mặc dù trong lòng có điều hoài nghi, nơi đây có thể có liên quan với tiên lộ, nhưng vẫn không kiềm nổi mà giật mình, không ngờ lại gặp được một con đường như vậy. Lão ổ muốn khai mở lại con đường cũ, đào xuyên qua hỗn độn, tái hiện cổ địa, trở lại bộ dáng như cũ trước khi chưa tan vỡ của phiến tiểu thế giới này. Không hề nghi ngờ điều này rất gian nan, hỗn độn đã hủy diệt hết thảy nơi đây, ngày nay là một vùng hoang vu, phiến đất lạnh này đã hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Con đường thành tiên của mấy trăm vạn năm trước, đó là giai đoạn đầu thời thái cổ hay là cuối thời kỳ thời đại thần thoại, đã không thể khảo chứng rồi. Có người ở nơi này muốn đánh vào tiên vực, làm đứt đoạn phiến tiểu thế giới này, tạo thành cảnh tượng ngày nay. Những người đó là ai? Từng cái tên người hiện lên trong lòng dịp hàm là thiên tôn cổ hay là đế tôn thiên định cuối thời kỳ thời đại thần thoại hoặc là bất tử thiên hoàng. Không thể nghi ngờ người bước trên con đường thành tiên chắc chắn sẽ vang dội cổ kim chỉ có điều không biết là thất bại hay thành công xem theo cảnh tượng nơi đây trận văn đại đế đều vỡ nát phai mờ con đường thành tiên cũng đứt đoạn lúc ấy khẳng định là kịch liệt dị thường cuối cùng đều trở thành là quá khứ dịp hàm than nhẹ một tiếng nếu muốn tiến vào tiên vực cần thời gian chính xác địa điểm chính xác còn phải có thực lực cường đại đến nghịch thiên thiếu một thứ cũng không được con đường thành tiên ở kiếp này khi nào mở ra, ở đâu, không có một người nào có thể xác định nắm chắc cả. Nơi đây cũng chỉ là một chỗ di tích bất hủ, chứng kiến huy hoàng của tiền nhân cùng với kết thúc thê lương mà thôi. Lão ẩu có khả năng làm được cũng chỉ là khai mở hỗn độn, trở lại vùng thế giới rất lành ngày xưa để tìm lại dấu vết lưu lại con đường thành tiên mấy trăm vạn năm trước. Không có khả năng từ nơi này đi vào tiên vực được. Thời gian thay đổi, địa điểm tự nhiên cũng sẽ thay đổi nhưng địa phương này không thể nghi ngờ là một chỗ bảo tàng có ẩn chứa tiên quan. Người du địch cái thứ năm đó tất nhiên là đánh xuyên qua tiên vực bằng không không có tiên quan đơn vào thế giới này. Lão ẩu nói, tự nhiên có lý do hoài nghi, tiên quan bắt cực chính là linh khí của tiên vực. Năm đó có người đánh vỡ hàng rào bất hủ muôn đời làm cho khí tức mãnh liệt của thế giới kia tràn lại đây. Những tiên khí hoặc là thủy hà này bị phong ứng trong hỗn độn qua năm tháng dài lâu thế nay ngẫu nhiên sẽ tràn ra một lũ xuất hiện ở thế giới bên ngoài đây hẳn là một nhân vật rất cường đại để nhìn thấy được tiên vực diệp phàm than nhẹ tuyết nguyệt thanh cũng bước trên con đường thành tiên đánh vỡ hàng rào nhưng tuổi già sức yếu không còn huy hoàng của tuổi tráng niên cuối cùng ngã xuống trên đường không thể đi vào được thế giới đó là chú thích nha tuyết nguyệt thanh hình như là thanh đế thì phải tiếp tục những người này thì thế nào? Có thể hay không cũng giống như vậy, xuyên phá tiên vực, cuối cùng lại đẫm máu trên đường. Điều này rất có thể vì chỗ này hoàn toàn đứt đoạn, trận văn đại đế đều gần như bị tan biến sạch sẽ rồi. Diệp Hàm nhìn Đồ Phi, thở dài một tiếng. Hắn biết lần này tới đây còn không có đúng thời điểm, Đồ Phi chưa hết cơ duyên, vẫn như cũ đang trong lục xác, không thích hợp mang đi. Bỗng truyền đến một đạo dao động thân thức kịch liệt, Đồ Phi bị phong tỏa trong huyện băng, không thể nhích động thân mình, miệng không thể nói, nhưng thưởng thức lại đã sớm thức tỉnh nhiều năm, lúc này tỉnh lại vô cùng kích động. Tiểu Diệp Tử, thật là ngươi sao? Là ta, đến xem ngươi đây. Diệp Hàm khẽ nói. Ta hiện tại chỉ là một hoạt tử nhân, không động đậy được, thật muốn đi ra ngoài đó. Thân thể Đồ Phi bị tiên quan nhập chủ, chưa từng chân chính luyện hóa, ngày nay còn không thể nhích động, Chậm rãi chờ là được rồi Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngươi xuất thế thôi mà Diệp hàm an ủi Con chó chết bậm kia đâu rồi tôi muốn làm thịt nó mà Tình khốn kiếp vô liêm sĩ đó thật là không đáng tin mà Đồ Phi tràn ngập quán niệm Bản thân chính là tên miệng rộng Lúc này tự nhiên không quản tới điều gì Chửi loạn một trận Mắng chửi hắc hoàng đầy đầu máu chó Thịt chim bằng ăn ngon hay là thịt lư ăn ngon Đồ Phi có lối suy nghĩ không thể hiểu theo lẽ thường Mới vừa rồi còn đang mắng chửi hát hoàng, câu tiếp theo chính là hỏi đồ ăn rồi. Hả? Làm sao vậy? diệp phàm hỏi. Ta đói bụng. diệp phàm hết biết nói gì. Những thánh nữ kia ngươi thu hết mấy người vậy, ngươi cũng đừng có gom sạch hết đó. Làm hết để, ngươi cũng phải đáp ứng cho ta, lưu lại cho ta vài người đó. Đồ phi trừ cái miệng rộng hên hoang, thần kinh cũng thu to nữa. Nhanh chóng lại chuyển biến tiếp, làm cho dịp phàm ngẩn ngơ một trận không biết nói cái gì. Bị nhốt nhiều năm như vậy Người này vẫn là đánh chết cái nết không chừa Tiểu dịp tử ngươi không được rồi nha Ngay cả Diêu Hy cũng chưa thu phục nữa Dâu địa thánh nữ đều hơn 100 năm không đi gặp Quá lãng phí đáng xấu hổ mà Miệng rộng lại bắt đầu phun loạn ra hey, Người mới vừa tỉnh lại đó Nói chuyện thích đức một chút được không vậy Dịp phạm nhức đầu Ta muốn uống ngộ đậu trà Con bà ngươi bị điên rồi hả Suy nghĩ bình thường chút được không vậy Hát hoàng còn mặc quần cộng hoa không vậy Đổi cho nó mặc da chó đi Đồ Phi lại suy nghĩ mơ hồ Luận suy nghĩ của gã nhảy hết chuyện này tới chuyện khác không dứt Rút cuộc trầm mặt xuống rất là im lặng Thật lâu sau thì gã mới nức nở Nói liễu khấu đã chết rồi ạ à? <laughs> Gã lớn tiếng khóc trùng Đây mới là biểu lộ chân tình của gã Mấy tên tiểu cường đạo kết bái Liễu khấu là huynh đệ tốt vào sinh ra tử với gã Kết quả gã cũng không hề đưa được một đoạn đường trong lòng bi thương. Diệp Hàm hiểu rằng Đồ Thiên và Lão Bất Tử từng tới nơi này, báo cho Đồ Phi biết hết thảy ở bên ngoài rồi. Trong lòng gã tự nhiên có bi thương cũng có thống khổ. Khóc lớn thời gian rất lâu, Đồ Phi mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói chuyện với Diệp Hàm, hỏi rất nhiều chuyện, cuối cùng than thở, hận không thể lập tức đi ra ngoài. Lão ấu thu Đồ Phi làm đệ tử, truyền cho gã tịch diệt tiên kinh, là công pháp ghi lại trên một tấm thần bia đào ra từ trong lòng đất. Tục truyền đây rất có thể là đạo chính thống của một vị thiên tôn cổ. Đồ Phi nhiều năm qua hôn mê bất tỉnh cũng có liên quan với hoàn cảnh này. Trong loại tiên quan này, cộng thêm cái loại công pháp này thật sự rất thích hợp với gã. Cuối cùng bọn họ lại nói tới con đường thành tiên. Lão ẩu chỉ ra thế giới tiên phủ ở Trung Châu cũng tất nhiên từng là một địa điểm chính xác, thậm chí có người từ nơi đó chân chính tiến vào tiên vực. Bởi vì đến nay thế giới đó chưa từng hỏng mất, nói cách khác, cổ lỗ lúc ấy không có đứt đoạn. Ta muốn đi tới đó một chuyến, nhìn thử xem chỗ sâu nhất số cuộc là như thế nào. Diệp Hàm nói, năm đó thực lực có hạn nên hắn không có khả năng xâm nhập sâu. Ở vòng ngoài thì đã bị chặn lại rồi. Ở địa phương đó, bất tử thiên hoàng, thái hoàng đều từng vui thân, có lưu lại quan tài nhưng mà không có thi thể. Bọn họ từng ra vào tiểu thế giới đó, có lẽ không thực sự đã chết mà đi lên con đường thành tiên mới là sự thật. dịp hàm ở trong này dừng lại ba ngày nói với nhau rất nhiều chuyện cũ làm cho độ phi cảm xúc dao động kịch liệt giết thiên hoàng tử xông vào cổ lộ nhân tộc gã cũng không có tham gia thật đáng tiếc hận không thể lập tức đi ra ngoài chỉ có điều là công pháp của gã rất đặc biệt vừa qua ba ngày thì gã trực tiếp tịch diệt lại rơi vào giấc ngủ say biến thành hoạt tử nhân bắt đầu lịch trình tu luyện đặc biệt tuyết bay tán loạn di phạm cáo biệt đồ phi và lão ổ rời khỏi băng nguyên đổi gió tuyết một đường đi xuống hướng nam cuối cùng hắn về tới đông hoang tiến vào tiểu thế giới của thanh giao vương tiến vào tiểu thế giới của thanh giao vương thanh giao vương ở thời điểm trước khi thiên địa chưa biến thì đã mất đi ngày nay nơi này có khổng tức vương xích long vương tọa trấn thống lĩnh yêu tộc thật cũng không có người nào dám tới trêu chọc ngọn núi yên tĩnh ở chỗ sâu trong rừng tùng có một phần mộ hiu quạnh ủ đất không lớn lắm có dựng một cái tấm bia đá khắc tên từng dao gió lạnh lùng thổi đến lá rụng bay bay dì Phạm cảm giác thân thể rất lạnh lẳng lặng đứng ở trước mộ phần đặt bó hoa trong tay xuống địa phương này lập tức có từng mảnh cánh hoa màu trắng bay theo gió thoạt nhìn thực thê lương dì phàm ngồi trên mặt đất lạnh như băng một mình ngây người thời gian rất dài nói cái gì đây thời gian mất đi người đã quay về trong cát bụi không bao giờ có thể trở lại nữa. Tu sĩ khi còn sống không chỉ phải trải qua rất nhiều trận huyết chiến sinh tử, lại phải đối mặt với rất nhiều sinh ly tử biệt của thân nhân bằng hữu. Càng là tu sĩ cường đại, ngày sau sẽ phải đối mặt càng nhiều. Tiếng thùng reo vi vu, nơi đây thực thê lương, hưu quạnh. Chỉ có một phần mộ cô độc như vậy làm cho người ta thương cảm. Cũng không biết trải qua bao lâu, dịp hàm mới đứng dậy. Gió lớn tiếng thông treo từng đợt giống như tiếng thủng thức như khóc như kể hắn lửng trong một luồng gió to chạy ra khỏi tiểu thế giới của thanh giao vương cũng không đi gặp xích long đạo nhân khổng tức vương chỉ âm thầm rời khỏi nơi này hoa của ai mà bay giải tùm lum vậy một nữ nhân xuất hiện đúng là kim yến ngày xưa ngày nay thành thục hơn rất nhiều rồi nhìn luồng gió biến mất xa xa kia lẩm bẩm nói là người kia đến đây sao Từng giao tỷ tỷ, người tỷ từng nhớ mãi không quên đến thăm tỷ kia. Nghe nói hắn sắp vô địch thiên hạ rồi. Cha ca Kim Vũ của ta đã chết rồi. Khổ trúc đại ca cũng vì trảm đạo mà chết. Ba người bọn họ hiện giờ chỉ còn lại có Bạch Phượng đại ca. Nếu có thể có lựa chọn, con đường của chúng ta sẽ có khác biệt như thế nào đây? Kim Yến cũng rời đỉnh núi này. Dịp phàm ngày nay là một người có thể chém đại thánh bậc thấp, thực lực cực kỳ cường đại, lại có tu bí quyết chữ hành có được tốc độ nhanh nhất thiên hạ. Mặc dù lãnh thổ địa vực mênh mông, nhưng với tu vi của hắn ngày nay mà nói cũng không tính là cái gì. Hắn vẫn chưa sử dụng trận thai, trực tiếp bước hai chân mà đi, dùng một thân huyết khí tràn đầy nhằm về phía Trung Châu. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới thả chậm tốc độ, cố làm cho nỗi lòng của mình chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn đã tiến vào địa giới Trung Châu. Thường dãy núi rừng chập trùng như từng con ly lông đang ngủ đông, bao la hùng vĩ mà lại không mất đi vẻ tráng lệ. Từng đợt khí tường hòa bốc hơi lên giống như một vùng đất tiên. Đây là tiên sơn chỗ kỳ sĩ phủ tráng lệ nhiều vẻ. Diệp Phạm lập tức đi thẳng tới sân môn. Tới nơi này rồi hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Từng anh kiệt bằng vào thực lực đột phá cửa ải, tiến vào kỳ sĩ phủ. Chỉ có hắn vẫn ở bên ngoài, chưa từng đi vào. Lại làm thịt tọa kỵ của tề hỏa thủy, bán chết Yến Vân Loạn, đánh tới Vương Đằng. Hả? người này là ai vậy nhìn thế nào mà thấy quen quen ta ngày nay tuy rằng kỳ sĩ phủ tiễn bước một số anh kiệt tiến vào tinh không nhưng vẫn chưa đóng cửa vẫn như cũ là nơi tụ tập tuấn kiệt của năm địa vực diệp hàm mới vừa đi tới liền dẫn phát ra một số người chú ý đều ghé mắt về hướng bên này Hắn là là, là là thánh thể diệp phạm có người nhận ra bật kêu thành tiếng sợ hãi lập tức trong kỳ sĩ phủ dẫn phát ra một mảng tiếng bàn tán xôn xao rất nhiều người xuất hiện nhìn về hướng này. Diệp hàm ngày nay danh tiếng quá lớn, ngay cả Tu Di Sơn đều thiếu chút nữa đã bị sang bằng. Các sự kiện khác thì không cần phải nói. Hắn vừa xuất hiện tự nhiên sẽ dẫn phát ra náo động. Đúng thiệt là hắn rồi, nghe nói trước mắt hắn đã sắp trở thành đại thánh rồi nha, mà bản thân lại có thể chém kẻ mới bước vào đại thánh, đánh khắp cổ lộ nhân tộc vô địch thủ, trở về bắt đầu á. Trong kỳ sĩ phủ, có người cùng một thế hệ với Diệp Hàm ngày xưa, nhìn thấy hắn không khỏi chua xót Bọn họ nếu so sánh cảnh giới Đã tục hụ một mảng lớn rồi Như là người của hai thế hệ vậy Vì tiên bối Trên cổ lượng nhân tộc có cái gì vậy Một tiểu cô nương rất linh hoạt Chạy tới hỏi Bộ dáng mới chỉ có 12-13 tuổi Dung mạo giống như một búp bê Tuyệt không sợ hãi uy danh của hắn chút nào Tiên bối Người nói cho chúng ta biết một chút chuyện trên cổ lộ đi Một người trẻ tuổi khác cũng tới gần mà hỏi Đây là thế hệ tiếp theo So với lứa dịp hàm này Bọn họ kém 100 năm trở lên giống như bọn họ năm đó vậy, đồng dạng tinh thần phấn chấn, bồng bột. Tuy nhiên trong đó có búp bê 12-13 tuổi kia vẫn khiến hắn không kiềm nổi kinh dị. Nói vậy từ chất tất nhiên cực kỳ xuất chúng rồi. Diệp Hàm nhìn kỹ vài lần phát hiện cô gái như búp bê này không sai biệt lắm so với chú tiểu gặp ở Lan Đà Tự Tây Mạc. Căn cốt thật là tốt, thiên tư siêu phàm, hiếm thấy ở thế gian. Người là con nhà ai vậy? Diệp Hàm vẽ mặt ôn hòa hỏi Đứa bé gái như búp bê thật ngây thơ, nói Nên của ta cùng dịp tiền bói là người quen cũ đó. Búp bê giống như gốm sứ khờ dại rực rỡ, một chút không vì dịp phạm là cường giả sánh vai đại thánh mà khiếp đảm, thái độ ngây thơ, lời nói hồn nhiên tự nhiên. Dịp phạm chú ý tới dây chuyền trường mệnh đeo trên cái cổ trắng ngần của cô bé. Trong lòng hiểu rõ, biết cô bé là hậu đại của ai rồi, không khỏi có chút cảm khái. Dây chuyền trường mệnh là dùng tử kim mài mà thành, Tuy rằng bị cố ý che giấu sáng bóng vào chỗ phi phàm, trông không có gì xuất chúng như vậy, nhưng cái loại khí tức tường hòa đó vẫn có thể cảm nhận được. Mặt dây chuyền này khó lường là Phật Đà luyện chế hạng ma sử còn dư lại, được chúng Bồ Tát Tây Mạc chế tạo thành dây chuyền bảo mệnh. Sau lại thất lạc ra ngoài, trường được Trung Hoàng hướng Vũ Phi đeo, sau đó rơi vào trong tay của Đoạn Đức. Cuối cùng dịp phàm, Vũ Điệp Công Chúa, Đông Phương Giả, ở cái thế giới tiên phủ đánh lén, đánh ngã đạo sĩ vô lương rồi trấn lục sạch sẽ của gã sau đó dây chuyền trường mệnh này rơi vào trong tay vũ điệp công chúa nàng có khỏe không vậy diệp phàm hỏi nương ta tốt lắm từng nhiều lần nhắc tới thúc thúc bảo ta phải học tập thúc thúc cố gắng tu luyện búp bê gấm sứ thật vui vẻ nói trung châu có bốn đại hoàng triều ở phía dưới còn có chín đại vương triều có bách gia chư tử khác Vũ Điệp công chúa là người thừa kế của đại vương triều An Bình Quốc, ngày nay đã trở thành nữ vương rồi. Ngày xưa Diệp Hàm đã cứu Vũ Điệp, được nàng tặng cho một quyển cổ kinh, giải thích về huyền bí của đại đạo tự nhiên, hư hư thực thực là của một vị đại đế nhân tộc lúc tuổi già tạo ra, từng khiến Lý Nhật Ngu ở Chuyết Phong như lấy được chí bảo, mà chính bản thân Diệp Hàm cũng từng được dẫn dắt sâu sắc. Vũ Điệp là một trong mấy nữ nhân xinh đẹp ở Trung Châu, được người hiểu chuyện xếp hạng vị trí thứ ba ở trên địa vực này có vô số người theo đuổi nhân khí trong cùng một thế hệ rất là cao cô gái xinh đẹp này năm đó ngày nay đã trở thành người mẹ dịp hàm chỉ có thể cảm khái năm tháng quá vội vàng nhưng ta nói nếu có thể gặp được thúc thúc nhất định phải thỉnh giáo học hỏi còn phải mời về nhà làm khách nữa búp bê gớm sứ mắt to rất sáng ngây thơ nói dịp hàm nở nụ cười sờ sờ đầu của cô bé đứa nhỏ này thật là đáng yêu trên thực tế đứa bé này đúng thật là tuyệt không sợ người lạ, thỉnh giáo Diệp hàm rất nhiều vấn đề, lại hỏi về chuyện trên cổ lộ tinh không. Bên cạnh một đám người rất hâm mộ, cuối cùng tu sĩ trẻ tuổi một thế hệ đều chạy tới, thật náo nhiệt. Ai nấy đều tràn ngập tò mò với thánh thể trong truyền thuyết, hỏi dò tiền bối hết chuyện này tới chuyện khác. Xa xa một nhóm tu sĩ tu đạo gần 200 năm yên lặng không nói gì. Những người này từng trải qua cùng thời đại với Diệp Hàm, chứng kiến hắn là cuộc khởi như thế nào, vừa quay đầu lại chực bừng tỉnh giấc mộng ngày nay tất cả đều đã khác biệt rồi bọn họ tự nhiên đều là thiên tài danh chấn một phương nhưng so với dịp hàm hiện tại mơ nhạt hơn nhiều lắm giết chết thiên hoàng tử bước trên cổ lộ nhân tộc tranh phong cùng đại thánh trong cơn giận dữ định sang bằng tu di sơn những chuyện này đâu có chuyện nào không phải đại sự chấn nhiếp trên trời dưới đất đâu <laughs> Ai, năm tháng thật sự đã biến đổi quá nhiều mà một ít người yên lặng thở dài có cường giả tuổi tác cũng không lớn, nhưng chứng kiến 100 năm phong vương này, không ngờ lại sinh ra lòng muốn thoái ẩn, không muốn tiếp tục phấn đấu tranh đua ở thời đại hỗn loạn này nữa. Dì Phạm vừa nói một ít chuyện trên cổ lộ với đoàn người trẻ tuổi, vừa đi vào chỗ sâu trong kỳ sĩ phủ. Hắn muốn tìm lão phủ chủ để dò hỏi một ít tình hình. Đáng tiếc hắn không thể như nguyện, lão phủ chủ cũng biến mất gần cả trăm năm nay rồi, sớm đã không còn ở đây nữa. Thúc thúc, ta mời thúc uống rượu nha, búp bê gớm sứ chạy tới lôi kéo hắn đi vào một tửu quán nhỏ trong phủ dãy núi thú lệ ven đường hoa đào nở rộ mùi thơm ngát ập vào trong mũi tiểu tử kia rất là ham học hỏi thỉnh giáo rất nhiều về vấn đề tu luyện sau đó còn cả gan bảo diệp phàm dạy mình cái thuật nhất khí phá vạn pháp rất là khẩn trương diệp phàm nở nụ cười nói <cười> được rồi vậy truyền cho ngươi một quyển đạo kinh vậy các kinh văn khác hắn còn không tiện truyền lung tung dù sao phân biệt thuộc về giao trì khương gia nếu mà tùy tiện truyền ra ngoài sẽ xảy ra vấn đề lớn còn với đạo kinh thì không cần phải băn khoăn gì búp bê gớm sứ lập tức hoang hô dùng sức nắm chặt nắm tay nhỏ hiển nhiên tiểu nhà đầu này chính là muốn lãnh giáo áo nghĩa của quyển kinh văn này dịp hàm điểm một cái lóng tay ngay trên mi tâm của cô bé sau đó để cho nó lại một mình suy nghĩ còn hắn đứng dậy đi ra xa xa Thúc thúc, trong thế giới tiên phủ rất náo nhiệt, nhiều năm qua chư thánh diệt ngoại không ngừng lui tới, tất cả đều đang thăm dò, thúc thúc không đi sao? Ta cùng một ít bằng hữu cũng muốn đi vào đó. Tiểu nha đầu ở phía sau kêu lên. Các người đi trước đi, ta sẽ đi theo sau. diệp phàm đáp lại, hắn biết búp bê gấm sứ muốn đi vào, lại sợ phát sinh chuyện ngoại ý muốn, rất mong được hắn bảo hộ. diệp phàm đến Trung Châu, mục đích lớn nhất chính là tiến vào thế giới tiên phủ, cho nên cũng không có cự tuyệt gì hậu đại của cố nhân có thể quan tâm một vài chuyện không thể chối từ. Sau đó hắn vào một cái quán rượu khác, gặp được một ít người quen mắt, nghĩ là tu sĩ cùng thế hệ ngày xưa, trò chuyện với nhau một hồi, quả nhiên đúng là như vậy. Sau mở lời tán gẫu khi bị dò hỏi, hắn cũng không ngại kể lại một chút chuyện trải qua mấy năm nay. Dịp hôn ngày nay danh chấn thiên hạ, giết đến chư thánh vực ngoại cũng không dám lỗ mãn nữa, mà chúng ta lại còn là kẻ vô tích sự, đạo hạnh không đá gì cả, thật là uống phí thời gian năm tháng mà. Nói những thứ vô dụng này làm gì chứ Dịp Huynh còn nhớ tới chúng ta Vậy mời uống thêm rượu Uống cho thống khoái là được rồi Qua chút ngại ngùng lúc bắt đầu Mọi người cũng buông lỏng Dịp Hàm cũng từ trong miệng bọn họ biết được không ít chuyện Bắt đổ tinh vực nhiều năm qua nổi phong vân rung chuyển Nhiều năm trôi qua Khí thức mãn hoang trong thế giới tiên phủ không thay đổi Manh thú hoành hành Dị cầm thường lui tới Mở chỗ sâu còn sinh ra thánh giả cường đại Nhiều năm qua như vậy Thế giới này sớm đã mở ra cho bên ngoài đầu tiên là cổ tộc làm khó dễ bởi vì nghe nói bức tử thiên hoàng mai táng trong này có thượng chi niệm của gã rồi sau đó là chư thánh vực ngoại buông xuống hiểu rõ nơi này có thể có liên quan tới con đường thành tiên ngày xưa từng người từng người tất cả đều đã tìm đến muốn dò tra đến nơi đến chúng trong mấy chục năm người tới ta đi chư hùng thường lui tới tra xét ra đường không ít bí mật nhưng mà đối với chỗ sâu nhất kia vẫn như cũ khó có thể chạm tới nơi đó còn là một vùng cấm Nè, dịp tiền bối sẽ đến chứ Đây là một đám người trẻ tuổi Cộng tất cả là 6-7 tên Không ngừng quay đầu lại quan sát phía sau Yên tâm đi, dịp thúc thúc đến đây rồi Búp bê gấm sứ nói rất chắc chắn Bởi vì cô bé đã nghe được dịp hàm ngắm ngầm trường âm rồi Dịp hàm đích xác là đã tới đây Là đáp ứng làm hộ pháp cho bọn họ 3 ngày Sau đó sẽ rời đi Vượng hú hổ gầm, thương lông vắt ngang không trung, cự bằng dương cánh bay lượn, những năm gần đây, sinh linh nơi này càng ngày càng cường đại. Quy tắc thiên địa biến đổi làm cho nơi này càng thích hợp tu luyện hơn, hơn xa ở bên ngoài. Ngày thứ nhất, đoàn người tuổi trẻ này liền gặp nguy hiểm, bị một con ngô công dạy hơn một ngàn trượng truy kích, phun ra độc khí như mây trên trời, đuổi giết bọn họ chạy trối chết mấy ngàn dặm, suýt nữa lại gặp nạn rồi. Chú thích nha, ngô công là con rết, Diệp hàm không có ra tay Yên lặng nhìn xem bọn họ chạy trốn Không đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không ra mặt Rốt cuộc những gương mặt phấn chấn tinh thần này Đã biết lợi hại Không còn dám tùy tiện xông vào Chỉ ở khu vực bên ngoài lịch lãm Thời gian thoáng một cái liền qua ba ngày Diệp hàm xuất hiện, nói Nếu nguyện ý ta mang bọn ngươi vào chỗ sâu một chuyến Nhưng mà không coi lại lịch lãm gì đâu nha Cũng chỉ là cho các ngươi mở mang chút kiến thức mà thôi Hoan hô hết rồi Một đám người hoang hô sau đó Diệp hàm đi đến cái chỗ trần quan của bất tử thiên hoàng. Hắn đã nghe nói thượng chi niệm biến mất rồi. Có người nói ác niệm kia bị tan biến trong năm tháng. Cũng có người nói rằng gã đã chạy thoát rồi. Còn tấm da của bất tử thiên hoàng kia thì mấy đại cổ hoàng tộc trải qua can thiệp nhiều lần. Từ trong tay nhân tộc nghênh thỉnh về cung phụng trong thần miếu tối cao. Địa phương này trống không, đài ngọc cao vạn trượng kia buông xuống hỗn độn mờ mịt như thác nước bàn. Nhưng cổ quan, tấm da thần chi niệm của thiên hoàng ngày xưa rốt cuộc không tìm thấy như vậy cũng tốt bằng không thần chi niệm này tác loạn lại xảy ra phiền toái lớn nữa di Phạm lẩm bẩm tự nói ác niệm thực sự không thôi đi nếu mà thời điểm cuối cùng gã kêu gọi kiếp trước làm cho bất tử thiên hoàng chân chính thức tỉnh đó chính là quét ngang vạn linh trên trời dưới đất vô địch bất tử thiên hoàng quá mức khủng bố ngay cả sinh tử đều gần như thành câu đố không lời giải đáp dịp phàm than nhẹ ngày xưa bất tử thiên hoàng bước đi tán ở trong tử sơn vạn tục đều biết nhưng mà sự thực hoàn toàn không phải như vậy cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm nơi này lại xuất hiện quan tài của ông ta một người như vậy thế nào có thể mai tán hai lần trước chung ở tử sơn sau lễ hạ quan tại nơi này thời gian đó có sự chênh lệch rõ ràng khi đó bất tử thiên hoàng chưa chết đủ loại dấu hiệu cho thấy là gã đã mai tán ở tử sơn sau đó sống lại thân thể tỏa hóa tái hiện ở thế giới, rồi sau đó tới nơi này khai mở con đường thành tiên muốn đánh vào tiên vực. Diệp hàm rời nơi này, một đường đi vào chỗ sâu trong thế giới tiên phủ, cả không gian này rất rộng lớn, chiều ngang cả vạn dặm. Tiếng hù giết trung trời, ở chỗ sâu trong vùng đất lành này xuất hiện một khu chiến trường lớn, không có một ngọn cỏ, ma vân cuồn cuộn, sát khí ngập trời chính là địa phương này cũng không biết ngăn cản bao nhiêu người gần như chư thánh đều không qua được bị sát niệm chí cường ngăn cản hát vụ quay cuồng sát ý chứng nhiếp muôn đời ngày xưa nơi này tất nhiên có đại chiến trời sụp đất nước có tàn văn của đại đế lưu lại đất đai khô cằn không có một chút sinh cơ mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang đại chiến trong sương mù đây là tàn ảnh lưu lại từ trước thái cổ trải qua năm tháng vô tận cũng không bị làm tan biến rất khó tưởng tượng trận chiến ấy rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào. Thiên quân vạn mã hóa thành tro tàn để lại oán giận và sát khí lạc ứng trong vùng đất vỡ nát này. Bất tử thiên hoàng! Có người rống giận thanh âm chấn động thiên địa. Mặc dù trôi qua muôn đời còn chứng cho hai tay mọi người kêu vang ông ông có thể tưởng tượng được tiếng rống khí thế ngất trời lúc ấy kinh người tới cỡ nào. Diệp Hàm giật mình đám búp bê gốm sứ từng người sắc mặt tái nhợt tất cả đều kinh sợ tuy rằng bọn họ còn trẻ tuổi nhưng đối với hoàng của thái cổ tự nhiên cũng từng nghe nói qua lúc này nghe tiếng hét to như vậy tâm thần đều run rẩy hắn thực sự từng khai mở con đường thành tiên ở đây sao di phạm lẩm bẩm tự nói càng ngày càng chắc chắn hắn để đứa nhỏ ở lại nơi này không cần xông loạn sau đó tự thân hóa thành một cái luồng hư ảnh quay chung quanh khu chiến trường lớn này bắt đầu đo đạc cẩn thận quan sát Tất nhiên là một hồi hảo kiếp, trận văn đại đế đều vỡ nát. Đây là mạnh mẽ xung vào con đường thành tiên mà gây nên, hay là kết quả đại chiến giữa hai vị thái cổ hoàng? Ngay cả dịp phàm đều không tìm được chính xác, khu chiến trường này quá mức đáng sợ. Ngày nay, pháp tắc cùng oán khí các thứ tuy rằng phần lớn bị tan biến, nhưng vẫn còn có một ít không tiêu tan, tạo thành thanh thế bực này. Cũng chính vì vậy, chư thánh bị ngăn cản tại chỗ này. Hết chính phần mọi người đều không qua được, chỉ chốc lát dịp Phạm liền phát hiện ra không dưới 18 vị thánh nhân quanh quẩn ở chỗ này. Có cổ tộc, cũng có hiền giả vực ngoại, mỗi người đều rất cường đại đang dò xét tại đây. Mấy đứa nhỏ chưa chức sữa như thế nào cũng vào được đây vậy, sẽ không sợ chết không có chỗ chôn sao? Một thánh giả dị vực đi tới, gặp đám người búp bê gốm sứ, ánh mắt yêu tà nhấp nháy phát sáng. Người tới phía bên ngoài phóng ra khí thức cường đại ập tới, áp lực làm cho xương cốt đám người búp bê gốm sứ sắp gãy đoạn, gần như lập tức sẽ quỳ xuống. Người của vấn đề gì sao? Dịp hàm vô thanh vô thức mà đến, lạnh lùng nhìn chồng chọc vào gã. Ngươi, ngươi là thánh thể nhân tộc. Người cường giả dị vực này thanh âm phát rung, bình bình bịch thối lui lại, mau chống làm một cái đại lễ, sau đó một câu cũng không nói gì, vội vàng đi xa. Trừ thánh ở gần đó đều biết dịp hàm đã tới đây, lập tức dẫn phát ra một trận bức an. Mọi người hướng bên này gật đầu, nhưng đều úy kỵ tránh né từ xa nhanh chóng lui ra phía sau rời xa địa phương này dịp hàm cũng không dây dưa thân thể nở rộ ra hoàng kim quang khởi động thánh vực màu vàng mang theo mấy người trẻ tuổi cùng nhau đi vào chiến trường cứ như vậy mà đi băng qua một cảnh tượng này chứng nhiếp rất nhiều thánh giả trợn mắt há hút mồm đạo hữu quả nhiên không tầm thường ngày nay phong thái tuyệt thế mà dịp hàm mới vừa ra tới thì liền gặp được một người quen là hồn thác đại thánh cái vị đại thánh chuyên khuyên can này cười tủm tỉm chào hỏi hắn vẻ mặt ôn hòa nhìn một vùng chiến trường bên này có tới mấy thân ảnh không có người nào là kẻ yếu cả tất cả đều là đại thánh bọn họ đang ngưng trọng nhìn chầm chầm cảnh tượng phía trước đó là cái gì vậy chẳng lẽ là tiên gặp nạn sao có một người lên tiếng thanh âm rung rung hiển nhiên cũng là một người mới đến còn chưa rõ tình huống nơi đây một mảng ma quang nằm ngang trên mảnh đất khô cằn nối chính xác càng giống như quần lửa trong đỏ sậm mang theo màu đen thoạt nhìn thực yêu tà khủng bố ngập trời làm cho hư không được vặn vẹo ở trong quần lửa có một đạo lại một đạo thân ảnh hình người tán ra hào quang lãnh liệt đang dãy dụa vặn vẹo đấu tranh phẫn nộ đây là sinh vật gì trải qua vạn kiếp mà không hủy diệt trường tồn từ xưa sống đến hiện tại sau quả thực khiến tâm thần người ta rúng động không hề nghi ngờ mảng ma quan này trường tồn từ xưa đến nay vẫn chưa tắt. Bao nhiêu vạn năm, những sinh vật hình người này không ngờ thủy chung bị trói buộc ở trong này. Dễ dụa, giống giận, không thể không khiến người ta khiếp sợ. Ngay cả dịp hàm đều ngẩn người một hồi, có sinh linh gì có thể sống lâu dài như vậy? Tới hiện tại đáp án dường như chỉ có một là tiên. Cũng khó trách đại thánh mới tới đây thức thành cả kinh kêu lên, như là các tiên gặp nạn. Tiên thực sự tồn tại ở thế gian này sao? bị người trói buộc sao? Số cuộc người ấy tu di phải đặt tới cỡ nào mới có thể làm được? Búp bê gớm sứ cùng đám người trẻ tuổi nói giọng phát rung rung. Nếu không nhờ đứng ở trong thánh vực hoàng kim của Diệp Hàm, bọn họ căn bản là không chịu nổi loại uy áp này. Tất nhiên sớm đã thân thể vỡ nát. Ngay cả là thánh nhân bình thường ở trước mặt ma quang đều thân thể nứt ra. Chỉ có đại thánh mới có thể xuất hiện ở địa phương này. Đau hữu thấy thế nào Hùng thác đại thánh lên tiếng hỏi Diệp Phàm. Lão vẫn giống như quá khứ, năm tháng vẫn chưa lưu lại thêm nếp nhăn nào trên mặt lão. Thoạt nhìn lão thực bình thường, ăn mặc lại tùy tiện, không khác một lão nông nhân loại, có một loại ý vị giản dị. Tự nhiên không phải tiên rồi. Diệp Phàm nói, ở chiến trường bên này có đại thánh, có lão tộc trưởng cổ tộc, cũng có mấy người đến từ vực ngoại là nhân vật đỉnh phong nhất ở Bắc đổ hiện nay, có thể nhìn xuống chúng sinh. Nhìn thấy Diệp Hàm đến đây, bọn họ không có địch ý, cũng không có thiện ý, tất cả đều rất hờ hững, đều tự đứng ở một bên. Người có thân phận này tự nhiên không cần phải hạ mình xuống, hết thể biểu hiện đều chỉ dựa vào bản tâm, hơn nữa bọn họ cũng có cái loại thực lực này. Biết Diệp Hàm có binh khí đế, không thể chọc giận, chỉ cần không đi trêu chọc là đủ rồi. Nghe Diệp Hàm kết luận, gần như mọi người đều gật đồ. Ngoại trừ người mới vừa tới nơi này không rõ tình huống, chỉ cần thực sự quan sát cẩn thận một lúc lâu, đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng đó là tiên. Đại đế nếu phẫn nộ, trời sụp đất nứt, chúng sinh đều hủy diệt, cái gì đều phải bị hủy diệt. Càng đừng nói là tiên, nếu thực sự có mấy vị tiên bị trói chặt ở trong này, phẫn nộ dễ dụ như vậy chỉ sợ không chỉ vùng đất khô cằn này phải nổ tung, mà chính là cả tiểu thế giới này cùng với Trung Châu đều phải nứt ra làm năm bảy mảnh. Vậy đây rốt cuộc là cái gì? Trong lòng mọi người đều tự có đáp án, có người cho rằng đây là một loại thần niệm, là một loại ý chí bất diệt lúc này hiện hóa ra cũng có người cho rằng đây có thể là thần chi niệm bị một loại lực lượng đặc biệt giam cầm tại nơi đây không hề nghi ngờ loại suy đoán sao thực điên cuồng giống như đều lạ thái cổ hoàng nhân vật cấp số đại đế mới có thể sinh ra loại ác linh này mà tới mấy vị cùng một chỗ quả thực quá mức kinh người diệp hàm cẩn thận dò xét thực sự quan sát cẩn thận vẫn không phát hiện thần chi niệm của bức tử thiên hoàng năm đó hắn càng tin tưởng thuộc loại suy đoán trước là loại ý chí thần niệm cường đại bỗng nhiên trong quần lửa màu đỏ sậm truyền đến từng tràn tiếng gạo rống chấn cho đại thánh đều khí huyết cuồn cuộn thân thể lay động dịp phàm vội vàng làm cho thánh vực hoàng kim chống đỡ dày thêm một chút bảo hộ mấy người trẻ tuổi đây phải là ý chí cường đại cỡ nào qua năm tháng vô tận đã làm tăng biến tới trạng thái suy yếu nhất rồi mà vẫn còn có thể như vậy thật sự nghe mà rợn cả người Mọi người đều cảm thán những sinh vật hình người này khiến cho mọi người sợ hãi. Mặc dù suy yếu đến không bằng một phần vạn ngày xưa, nhưng nếu thoát ra được cũng đủ để cho đại thánh gây chiến. Nói như vậy, đây là ý chí của đại đế cổ lưu lại, bằng không người khác không có khả năng có lạc ứng ý chí cường đại như vậy. Một vị đại thánh đến từ vực ngoại nói, gã có 12 đôi cánh màu vàng không biết thuộc vào cái loại ác điểu tộc nào. Mọi người gật đầu, lưu lại dao động đã cường đại như vậy, cũng chỉ có thể là chí tôn cổ đại. Đạo hữu cho rằng ma quan đỏ sẫm này là cái gì? Hùng thác đại thánh hỏi Diệp hàm, hoàn toàn là ngang hàng luận đạo, rất là nghiêm túc và thành khẩn. Nhớ ngày xưa nhân vật cao cao tại thượng bực này, cường đại đến cảnh giới vương của thánh nhân đều phải tránh lui từ xa, càng đừng nói là ngày xưa Diệp Hàm còn chưa thành thánh. Ngày nay hết thảy đã khác rồi, tiểu tu sĩ ngày xưa nay đã trưởng thành tới trình độ đủ để cho đại thánh kiên kỵ, bất luận kẻ nào đều phải thận trọng và nghiêm túc đối đãi với hắn. Thoạt nhìn như là máu huyết đang thiêu đốt vậy. Diệp Phạm nói. Không sai, ta cùng với mấy vị đạo hữu cũng nghĩ như vậy. Lần này cố ý đến đây để chứng thực. Hồn thác đại thánh gật đầu. Mấy tiểu bối bất bê gớm sứ, tất cả đều như ngừng lại hô hấp, đứng ở sau lưng Diệp Phạm, còn thực sự lắng nghe, không dám quấy rầy những cường giả này đối thoại. Những người này không phải cùng một thế giới với bọn họ, ngày thường sao có thể nhìn thấy. Hôm nay Diệp Hàm mang đám búp bê gốm sứ này cùng đi để mở mang kiến thức, hoàn toàn là một loại cưng chiều. Hùng thác lấy ra một cái bao giấy, mở ra, bên trong là bùng đất màu đen, tản ra khí thức khiến mọi người sợn tóc đấy làm cho đại thánh của vực ngoại kinh dị không khỏi thối lui lại. Ở tương truyền đây là máu của một vị cổ hoàng rơi trong bụng đất biến thành, sau khi tinh khí tản ra hết trở thành hình dáng này, hồn thác đại thánh nói xong trong miệng khẽ quát một tiếng bắn ra một dải tơ mang theo những bụng đất này chìm sâu vào trong ma quan phía trước toàn bộ thế giới đều rung động một trận thiên địa như là sụp đổ quân lửa màu đỏ sậm kia kịch liệt thiêu đốt còn hừng hực hơn nhưng ở phụ cận bụng đất màu đen kia đã có phát sinh biến hóa kinh người nó gặp phải bài xích thật lớn quân sáng màu đỏ sậm không ngờ lẽ hóa lỏng hóa thành từng tia từng tia mạng sương máu sát khí chấn kinh muôn đời. Đây là tàn huyết của cường giả cấp đại đế đối kháng với máu bùng của cổ hoàng. Mọi người đều không khỏi thối lui lại, ý thức được suy đoán chính xác, đúng thực là máu huyết của một vị đại đế đang thiêu đốt. Nói như vậy, những sinh vật hình người này là lạc ứng bất diệt ẩn chứa trong máu hả? À? Không sợ, đúng là như vậy. Mọi người đều cảm thán chí tôn cổ đại quá cường đại, dao động lạc ứng của tàn huyết lưu lại đã khủng bố như vậy rồi. Nếu như mà chân thân xuất thế thì phải đáng sợ cỡ nào. Có ai muốn đi vào bên trong xem thử đánh tục cùng ra sao không? Hùng thác đại thánh hỏi. Mọi người lập tức trầm mặt. Nhiều năm qua cũng không ai có thể đi vào. Mãng ma quan này nằm trắng ngang ở phía trước, thực sự chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Ai dám mạo hiểm, chỉ có thể ở vùng ngoài quan sát và thôi diễn. Lần này lão hữu mượn đến đây hoàng khí, muốn đi vào dò, dò xét xem đến tục cùng là gì, có người nào muốn đi cùng hay không vậy? Hồn thác nói, lời này vừa ra thì xoan soát nằm sáu vị đại thánh lập tức thối lui cách lão cũng đủ xa, như là né tránh ung thần, không muốn bị dính vào. Nhiều năm qua, các đại thánh vượt ngoại sớm đã hiểu biết rõ ràng về thế giới này, cũng từng tiến hành phân tích một ít nhân vật có thực lực. Đối với hồn thác, bọn họ định vị là một tăng môn tinh ngay cả khuyên can đều có thể khuyên chết mấy vị đại thánh người như thế không phải cố ý mà chính là vị thần xui xẻo trời sinh trên thực tế kết hợp theo các án lệ ở dĩ vãng mọi người càng tin tưởng lão là thuộc về cái loại người sau một bộ dáng trời sinh vận mệnh xui xẻo thê thảm tiếp xúc quá nhiều sẽ gây ra vấn đề lớn có người đi khắp nơi tra sách cổ nói đây là một loại số mệnh đặc biệt trời sinh âm u thê thảm vận mệnh xui xẻo áp đỉnh nhưng cuối cùng lại đều sẽ dựng ở trên mình người khác từ đó giảm bớt tội của bản thân mình. Đại Thánh tự nhiên không tin những điều này, mà tu sĩ càng là cường đại càng tin tưởng chính mình, sao có thể tin những cái lời nói vô căn cứ này. Nhưng mà không ngừng liên tiếp phát sinh chuyện bi thảm, tự nhiên là xem lão như là một con quả đen xui xẻo. Ngày nay lão nắm giữ hoàng khí thì càng thêm nguy hiểm. Hồi xem ra chỉ có tiểu hữu cùng ta là người trong đồng đảo. Hùng Thác nói, nhìn về phía Diệp Phàm bởi vì chỉ có hắn là chưa động mà những người khác đều lướt ngang ra xa 800 trượng. Ngay cả mấy vị lão tộc trưởng cổ tộc cuối cùng đều là úy kỵ tránh né từ xa. Diệp Hàm không biết nói cái gì. Búp bê gấm sứ sắp khóc, miếm miệng dùng sức túm góc áo của Diệp Hàm, ý bảo là hắn ngàn vạn lần đừng đáp ứng. Nhiều năm qua, ngay cả những đứa nhỏ này đều đã từng nghe nói về chuyện cũ huy hoàng của hùng thác rồi, như tiếng sấm bên tai. Diệp Hàm nở nụ cười, nói Tốt, Tôi nguyện ý đi lên một chuyến vậy vừa nghe lời này đám người búp bê gớm sứ từng khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch thực sự không muốn cùng đi quá gần với cái vị thần xui xẻo này ngay cả đại thánh đều bị nguyền rủa đã chết cái mạng nhỏ của bọn chúng thì lại càng mềm hơn được lắm mau qua bên kia gần như sắp dập tắt rồi chúng ta từ đó mà đi qua hùng thác nói Hết tập 370 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.